thì hôm nay chúng ta sẽ hôm nay chúng ta sẽ có một cái video cần tên thì ngày hôm qua tôi có nói cần tên đầu tiên hôm nay tôi làm sẽ là về câu chuyện xét thương thường và xét thương chuẩn và xét thương đam đều tề thì như quý vị anh Đài đã biết thì chúng ta sẽ có một số quân tướng ở trong đây phụ trợ thì chúng ta sẽ test cho những quân tướng nào đầu tiên tăng xét thương chuẩn thì chúng ta sẽ có con du bầu trời là con sky King. đấy chúng ta sẽ có du bầu trời À, con thứ hai nữa là con tăng sát thương đam dot và dịch là gọi là tăng sát thương uh, liên tục Đấy là con uh, uh, bướm dx thì tên mỹ miều của nó là bên cvc nó là con butterfly đấy mấy anh em hãy đọc trong liên quân là butter á butterfly đó thì uh, chúng ta sẽ test thì để bài test như thế này nhiều anh em chưa biết test như thế nào thì hiện tại là tôi test trên ạc của tôi thì tôi tính trên xét thương chuẩn của con tết thôi thì ở đây là tôi chưa có thể xét thêm hay là thể ba uh, dòng xét thương rồi là thêm cũng ranh được thì tôi đây là test cơ bản còn khi mà mấy anh em tết nâng cao thì mấy anh em sẽ test nâng cao thì tôi sẽ hướng dẫn cho mấy anh em test như thế nào rồi đầu tiên ha thì trước khi mà test thì mấy anh em sẽ tháo giùm tôi cái tính năng chiến thuật ra đây ok mấy anh em sẽ tháo cái tính năng chiến thuật ra và khi mà mấy anh em tháo tính năng chiến thuật thì test ở đây tôi hướng dẫn về test con tắc và mấy anh em nào đang định hướng đồ hình 5 DUT rồi khi mà test thì chúng ta sẽ dùng con Tatsumaki Đây Tatsumaki Và mấy anh em dùng cho tôi một con tướng bất kỳ nha là một con tướng bất kỳ là con nào cũng được Ví dụ như đây tôi dùng con năm đầu đi Để cho tính tính đam của Tatsumaki cho dễ Ở đây là hai lượt Rồi ok thì mấy anh em bắt đầu đánh ha Rồi lượng đam đầu tiên ở đây là khi mà mấy anh em bắn bỏ qua luôn nha Bắn bỏ qua cho mau mình coi lượng đam thôi Thì khi mà với hai con thường thì đánh một lần chi kích Thì chúng ta sẽ coi, coi chi tiết đam thì tổng đam ở đây sẽ là ba nè sáu nè chúng ta sẽ có 2 tỷ đam nha anh chị chúng ta sẽ có 2 tỷ đam và khi mà 2 tỷ đam đó thì mấy em sẽ vô coi phần chi tiết lượt nha khi coi phần chi tiết lượt thì mấy em coi trong đây là nó sẽ có lốc sấy kinh hoàng là con tạch sumaki rồi tiếp theo nữa là chúng ta sẽ coi cái dòng chi viện lốc sấy kinh hoàng thì cái sát thương chi viện của con Fuki ở đây nó sẽ là bao nhiêu đây? 3 nè, 6 nè, chúng ta sẽ có 4 triệu đúng không? 3 nè, 6 nè, 42 triệu nha. Chi viện Tatsumaki là con Fuki á nó sẽ đam được 42 triệu, đây là đánh thường. Rồi ok là một con không có nội tại bút gì hết. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ thay bằng con DX. Rồi, con DX này sẽ tăng sức thương duy trì liên tục. Đây là con DX đâu rồi? Rồi là mấy gọi là tăng sức thương đam DOT đấy. Con DX đâu rồi? Đây, rồi con DX, nãy là 42 đúng không? Rồi, ok, chúng ta sẽ thay bằng con DX. Bởi việc mấy anh em phải hiểu chỉ số trước thì mấy anh em mới nếu như con G4 nó ra thì mấy anh em có quyết định lấy hay không? Thì 42. Rồi cũng y chang vậy mấy anh em bỏ qua luôn ha. Rồi tổng đam hồi nãy là 2 20 tỷ đúng không? Đã lụm 2 tỷ thì bây giờ là 2 tỷ 2. Nha, tổng đam ở đây là 2 tỷ 2 thì khi mà chúng ta vô coi chi tiết thì trong phần chi tiết ở đây hồi nãy là con con chi viện là con Fuki là nó đam là 42 triệu thì khi mà dùng con DX là nó tăng lên 8 triệu đam thì tổng lượng đam của con Fukuki ở đây là 50 triệu nha mấy em coi nha hồi nãy là 42 thì chỗ này là 50 thì khi mà dùng con DX là nãy chú cũng dùng con tâm linh luôn là dùng con năm đầu không có một cái hiệu ứng bút gì hết thì chi viện của con Tatsumaki nó đam là 42 triệu đam và con chi viện khi mà dùng con DX nó tăng lên 8 triệu đam nữa là 50 triệu nha là khi dùng con DX rồi tiếp tục À, mình sẽ dùng con tiếp theo là con Skykin là nó sẽ tăng xét thương chuẩn rồi tiếp tục là con Skykin đâu rồi bí Skykin của tôi đùa và chúng ta sẽ có được một cái tổng kết à, này là 42 42 50 đúng không rồi đây ok rồi, rồi chúng ta sẽ dùng con Skykin ha ống bỏ qua luôn hồi nãy là 2 tỷ 2 tỷ 2 và khi dùng con Skykin thì nó sẽ lên bao nhiêu Rồi khi mà dùng con Skykin Nó sẽ lên được là 2 tỷ mốt Nha, nó này hồi nãy là lúc mà không vô hồi nãy là không bút thì sẽ là 2 tỷ uh, DX sẽ là 2 tỷ 2 Sky King sẽ là 2 tỷ 1 thì lượng sát thương ở đây khi mà mấy anh em dùng uh, thì con uh, con chi viện lóc sấy kinh hoàng là con Fuki đó thì tổng sát thương chi viện uh, là 43 triệu 43 triệu nha thì hồi nãy là không có là 42 còn khi có là 43 và xét thương tổng ở đây là 43 triệu thì nó sẽ lệch với kia là khoảng cỡ tầm 7 triệu rồi khi mà chúng ta đã test ba con là với ba con cái búp là một con không bút một uh, con có bút đâm uh, đam DOT thì khi mà kết quả đam thì chúng ta đã biết khi mà có kết quả rồi đây nhật ký chiến đấu ha rồi thì tổng lượng đam thì đầu tiên là chúng ta sẽ có với không có bút ở đây là diễn tập cực hạn nè trận đầu tiên đây là chúng ta sẽ có là 20 tỷ nha hiện cả đau lụng 2 tỷ ở đây là 2 tỷ 2 ở đây là 2 tỷ 1 thì cái việc mà mấy em dùng con đi ít nha dùng con đi ít thì nó sẽ là tăng cái lượng sát thương lên của con tác xung ở con ở con Fubuki là lượng đam DOT sẽ lên rất nhiều là lên cũng cỡ tầm 200 triệu đam sau khi mà dùng con ít nó tăng 20 sát thương năm DOT còn nếu như mấy em không dùng bút nào thì mấy em cũng cỡ là tầm 2 tỷ là không tăng sức sí thương còn mấy em dùng tăng sức sí thương chuẩn thì tăng cũng cỡ tầm 100 triệu đam. Vậy cái việc mà mấy em dùng con G4 nó có hiệu quả hay không? 100% là có nha, 100% là có. Vậy cái việc con G4 mấy em muốn chơi Tatsumaki và xây dựng đồ hình Tatsumaki thì sẽ xây dựng chung với con G4. Ngồi ra thì mấy anh em đang đặt câu hỏi cho tôi là Tatsumaki dùng thẻ xét thương hay xét thương thêm có ảnh hưởng hay là không Thì chắc chắn câu hỏi đó mấy anh em phải test ở ngoài là quýnh người trực tiếp ở trong phòng tập test ba cái thể đó test rất khó tại vì sát thương của Tatsumaki khi mà đi BK bên ngoài nó sẽ cộng dồn với lại tinh thông rất nhiều thứ tại vì khi mà đánh mấy em đánh BK là mấy em đánh trên người thì mấy em mới thử đam được và mấy để mà muốn đánh cái đó thì tôi sẽ hướng dẫn mấy anh em xếp đồ hình để test luôn Ví dụ như mấy em mượn một cái hạt tháo hết tính năng kiến thuật ra và để bên kia dùng co đi cây nha bên kia dùng co đi cây nha và khi mà coi đi cây thì nó sẽ cho mấy anh em một cái lượng máu gọi là lượng máu thịt rất nhiều nha mấy anh em kích coi đi cây lên như này như thế này và tháo tinh thông ra nha mấy anh em tháo tinh thông ra và mấy anh em dùng một ạt có tách thì ba dòng sát thương và thể có sát thương thì mấy anh em khi mà mấy anh em đánh xong mấy anh em ấn vô phần chi tiết đam thì mấy anh em chỉ thấy được con tách khi dùng thể ba dòng tăng sát thương thêm và thể ba dòng sát thương nó sẽ như thế nào ngồi ra mấy anh em lưu ý giùm tôi là coi dùm cái thời gian mà lượng đam cho con tách nó gây ra nếu ví dụ mấy em coi ừ là mấy em sẽ bị lỗi này nè mấy em sẽ bị lỗi rất nhiều khi mà mấy em tiết đam Ờ à, việc mấy em đi tatsumaki dut nếu như mấy em đi đam dut thì con tatsumaki này trong một lượt trong một lượt hoặc hai lượt thì mấy anh em ly hết sạch cả đồ hình rồi thì nó chỉ có hai lượt đam thôi nó gây được có 10 đam nhưng nếu như mấy em đi xét thương trực tiếp mấy em quấn kéo dài thời gian từ 3 đến 4 lượt cái lượng đam nó sẽ tốn được nhiều hơn khi mấy anh em test mấy anh em nhớ đánh tay và coi tới cái lượt cuối cùng của con Tatsumaki kỳ là mình quýnh tới lượt đam bao nhiêu và mình quýnh xét thương trực tiếp là mình quýnh tới lượt đam bao nhiêu đừng có ấn bỏ qua xong coi chi tiết là ừ mình coi cái lượng đam nó tổng ra tại vì đam dot nó sẽ sóc xét thương nhanh hơn rất là nhiều so với xét thương trực tiếp và ngồi ra mấy anh em sẽ test trên là ba ấn là ấn công kích và ấn đâm xuyên ở thời điểm hiện tại nó chưa ra ấn chi kích và chưa ra ấn tăng xét thương thêm thì đâu tăng xét thương đầu ra thì khi nào ra gắn đó thì mình sẽ có test trên đó luôn và ở đây thì tôi chỉ test là trên ba dòng hiệu ứng là đầu tiên là không có hiệu ứng à, cái thứ hai là test trên đam dot à, cái thứ ba nữa là test trên đam xét chuẩn chủng thì khi mà 20 của con DX thì nó sẽ tăng 200 triệu đam trong phòng tập đó tăng đúng 20 đó thì con sờ con Skykin là tăng sức chuẩn thì nó tăng không có 10 phần đam rồi không có đam thì nó bình thường nha yeah. thì đó là test cho mấy anh em trên cái việc mà sử dụng là con skyking là tăng sát thương chuẩn con dx là tăng năm dot và không có con nào hết thì việc mấy anh em sẽ dùng sự lựa chọn quyết định có chơi con g bốn hay là không thì như thế nào còn ngô ra ở Silver Việt Nam mình chưa có Serial hoặc là chưa có bơm cho nên là tôi chưa có test được thì cái việc ở bên Silver chung thì tôi đã test con Tatsumaki này với con bơm rồi thì nó rất là ok ha thì combo đó là tổ hợp đam rồi thì cái việc mà mấy em có thể chọn đồ hình Tatsumaki Sirius rồi Tatsumaki G4 Tatsumaki bơm hoặc là Tatsumaki Sam thì mấy em sẽ chơi rất nhiều và khi mà mấy em chọn đồ hình là xét trường trực tiếp hay đam DOT thì vận hành thì áp dụng mà chơi thôi ok rồi video này đáng lẽ là để từ từ làm nhưng mà giờ nháng g bốn luôn rồi thì thôi làm cho mấy anh em để mấy anh uh, em uh, có khái niệm về cung tướng mấy anh em để test luôn là mình làm là mình chơi game là mình test thực tế mình đi vào thực tế để mình làm chứ không phải là mình ngồi mình nói mồm nha mấy anh em mình chơi game mình phải test mình phải hiểu được sự kêu cung tướng mình phải test đam nó như sao như sao và biết test như thế nào nha chứ không phải vô mình ngồi mình 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 ngồi mình, ngồi, mình dễ dễ chuyện để ra mình ngồi mình nói nha Đấy là làm thực tế cho mấy anh em biết nó như thế nào rồi ok đó là video chủ đề ngày hôm nay về con Tatsumaki Liên quan tới tất cả các dòng xét thương, xét thêm, xét thương trộn, xét thương 5DVT Rồi ok vậy ha Đấy xong Đấy là, là rất là hay, hôm nay là khi mà ra con G4 thì chúng ta có nhiều chuyện, nhiều thứ để chúng ta làm hơn Và chúng ta có nhiều cái để chúng ta tìm hiểu và mấy anh em sẽ biết cách test trên cái nội dung của tướng nó sẽ như thế nào Rồi Ok